Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, đợt này thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những chiếc xe nhập về để cho bán cho quý vị và các bạn đi Tết các bạn nhé. Cho nên là cái đợt Tết này thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B các bạn ạ. Đấy, hiện nay lại cửa hàng chúng tôi rất nhiều những chiếc xe phân khúc hạng B, đặc biệt là những chiếc xe sedan các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan phân khúc hạng B số tự động, đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản top các bạn nhé. Phiên bản City top nó cũng giống như cái phiên bản Vios G các bạn ạ. Phiên bản top là phiên bản cao nhất, option đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, và chiếc xe này là sở hữu là màu nâu bạn nhé, màu nâu cà phê. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, chạy hơn 7 vạn km rồi, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 7 vạn km quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm rất là nhiều đồ chơi rồi. Đấy, nhìn về bên ngoài, nhất là những cái phần đầu của chiếc xe, các bạn thấy đấy ạ. Xe không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đẹp từ cụm đèn pha này, cho đến mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo, đấy, những cái thanh chrome đằng trước này đều rất đẹp. Cụm đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Gương gập điện, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Bên ngoài thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Bên trong nội thất cũng còn rất là đẹp, đẹp từ táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Và chiếc xe Honda City ở phiên bản top này thì cũng đã được trang bị sẵn nội thất ghế da cao cấp các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da cao cấp, và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 các bạn ạ, đăng ký tên tư nhân và đăng ký cuối năm 2017. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B số tự động các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe đều rất là mới. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất. Và chiếc xe Honda City phiên bản top 2017 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2017 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục theo dõi về chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, tất cả là đều rất là đẹp luôn các bạn này. Keo chỉ nguyên bản, táp bi cánh cửa các thứ là còn rất là đẹp. Hàng ghế sau này thì ít người ngồi hơn đằng ghế trước, cho nên là cũng còn rất là mới các bạn nhé. Nội thất ghế da cao cấp, đấy, option thì đầy đủ rồi. Ở cái phiên bản này đầy đủ luôn, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, có hết luôn các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Bấm tay kể cả cánh cửa bên phụ luôn các bạn ạ. Đấy, cánh cửa bên phụ toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả từ
nội thất ghế da. Đấy, nội thất ghế da còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và nó còn nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là đẹp và đều xe các bạn ạ. Đấy, về ngoại thất và nội thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2017 này là một cái khối động cơ xăng. Đấy, động cơ xăng 1.5 lít các bạn nhé. Động cơ của Honda iVTEC thì rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ, và rất là bền bỉ này. Đấy, toàn bộ từ ốc chân máy này cho đến ốc chân cabo, các thứ là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản này. Đây là ốc cabo các bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này, ốc tai còn nguyên bản này. Toàn bộ ốc của cái động cơ này là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Riêng về động cơ xe của những chiếc xe Honda nói chung, những chiếc xe của Nhật nói chung và Honda nói riêng, đấy, những chiếc xe Honda, Toyota, động cơ đều rất là bền bỉ quý bạn ạ. Quý vị các bạn có thể yên tâm để sử dụng với những chiếc xe, đặc biệt là như chiếc xe 2017 này. Đời thì như 2017 là cao rồi các bạn ạ, mà nó mới chỉ lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.